Thủy ơi. Dạ. Hôm nay mua thịt gà làm sẵn đi à? Dạ thưa mẹ, tại vì con bận quá cho nên. Nên mua ở siêu thị đúng không? Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là không ăn được đồ ở siêu thị. Mà chị đang làm món gì đấy? Dạ con đang rán trứng ngải cứu với thịt ạ. Cái gì? Trứng ngải cứu? Với cả thịt nữa ạ. Ôi trời ơi, tôi lạy chị đấy, chưa ăn. Mà tôi chỉ ngửi thôi tôi đã thấy mùi cháy khét lẹt bên kia kìa. Không ai người ta lại đi đi rán trứng ngải cứu với cả thịt Dạ. cả. Tôi nhờ chị về nấu ăn cho gia đình. Nếu chị bận quá hay là chị khó chịu thì chị nói với tôi một tiếng để ô xin già này làm. Ôi giời ơi, nói nhiều thì lại bảo là mẹ chồng soi xét nàng dâu. Nhưng chị thử xem, chị bố trí món ăn như thế này có được không? Rau muống luộc này, gà rán này, rồi trứng rán với thịt này, nhạt nhẽo thế này nuốt làm sao nổi chứ. Uống nước đi. Thế hôm nay ở nhà con Thủy nó cho bố con ông ăn cái gì? Thì ăn cơm bình thường. Thức ăn thì nó mua ở siêu thị về. Đã nhắc như thế rồi, lại mua thức ăn ở siêu thị là sao? Con nó bận, bà cũng phải thông cảm. Mà tôi thấy thức ăn siêu thị cũng ngon. Ông là hay bênh con dâu lắm đấy nhá. Ông làm sao đấy? Lại đau dạ dày à? Tự nhiên tôi thấy nhầm nhầm đau bụng. Lâu nay tôi có đau dạ dày lại đâu. Có lẽ tôi đi vệ sinh cái. Con Linh nó về rồi đấy. Nó về bao giờ? Nó về lúc đầu giờ chiều. Tôi cũng chả nhớ là mấy giờ. Nó ở đâu rồi? Nó ở trên gác ấy. Ông đi lên đi rồi gọi nó xuống đây. Linh ơi, Linh ơi. Dạ. Con xuống bà gọi này. Xuống đi. Dạ vâng ạ. Làm cái quái gì sao mà lâu thế? Anh làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Đau bụng. Sao mà đau bụng? Vừa ăn xong thì đau. À Thùy này, mẹ đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ mua đồ ăn sẵn trong siêu thị. Có khi họ để cả tháng, làm sao mà đảm bảo được. Anh có biết là công việc của em ở cửa hàng bận như thế nào không? Em làm gì có thời gian mà nấu nướng. Em có phải ba đầu sáu tay đâu. Cái Linh nó về rồi còn gì. Cái Linh á, nó chỉ ở đây vài ngày nữa thôi, xong rồi nó phắn. Nó không ở đây hầu nhà anh được mãi đâu. Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu là việc kia kìa. Có mỗi cái chuyện đấy thôi, suốt ngày cào nhau. Chị Thủy. Hả? Phòng chị có thuốc không? Thuốc gì? Thuốc đi ngoài. Làm sao mình đi ngoài? Không hiểu sao vừa ăn cơm xong tự nhiên đau bụng quá. Em vào hỏi anh Lâm đi, cho anh có đấy. Anh Lâm ơi, anh có thuốc không? Hả? Chú cũng bị à? Vâng, đau quá. Đây, đây. Em xin. À này, Minh ơi. Dạ. Cầm xuống hỏi bố xem bố có bị không thì đưa cho bố uống. Sao lại. Là gì, cứ xuống đi. Dạ. Bố ơi, bố, bố. Bố ơi, bố, bố có bị đau bụng không? Ở đây có thuốc này, bố cầm lấy mà uống. Đưa bố. Thế mày cũng bị đau bụng à? Này, tối nay chị Thủy nấu cơm phải không con? Vâng, thôi, con lên phòng đây.